Video này được tài trợ bởi shop bán thẻ zinsu.com. Nếu bạn nào có nhu cầu mua thẻ game hoặc thẻ zin thì hãy truy cập ngay vào website thẻzinsu.com để mua thẻ game với giá cực kỳ ưu đãi nha. Rick, ok và hai, đây là video 200 ngày trong Minecraft chiến binh trung cổ siêu khó. Trong 100 ngày trước, ngoài tìm được lâu đài tình ái làm căn cứ ra, bọn mình còn đi khám phá rất là nhiều nơi và đã gặp được nhiều con quái cực kỳ mạnh. Thực sự rất là tốn công và mất thời gian để đánh bại bọn chúng. Trong 100 ngày tiếp theo, bọn mình sẽ làm được những gì đây? Các bạn hãy cùng đón xem cuộc hành trình của bọn mình nha. À, trước khi bắt đầu video, đừng quên để lại cho mình một like và một sub, cũng như bấm vào chuông thông báo để ủng hộ mình đạt con số 50.000 subscribe nha. Siêu cảm ơn và chúc bạn xem video vui vẻ. Ngày 101 đến 107 thì bọn mình tìm được mấy con nhân sư à? Ngựa cũng không ra ngựa mà chim cũng chẳng ra chim, trông như bầu đuổi ấy. Rất là củ chuối chấm muối hột. Thì ở đây chỉ có một người cưỡi được thôi, đó là Kira cưỡi được, còn mình thì không cưỡi được. Nên là ông ấy đi tìm cho mình một con nữa, nhưng mà định tìm kiểu gì bay mất hút luôn. Chạy theo ông ấy một hồi thì mình tìm thấy một cái lâu đài nữa, nhưng mà chưa kịp vào để khám phá thì mình bị một cái đàn chim rất là to tấn công. Ấy ạ, ui 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 ui, đàn chim bởi tôi. Ui, đàn phóng tiêu căng quá à. Ê, bên này có này. Tôi đến mấy con bên bao băng rồi. Tôi có quả đâu rồi. Từ tôi bị con này bắt nạt đâu ơi. Để tôi. À, nó bao rồi. Ây da, ây da, ây da. Để tôi xử nó cho. Không, tôi bị rơi xuống hố á, chứ con này tội gì. Đâu à, nó băng rồi. What the hell. Để tôi. Ê, khá là chật vật thì bọn mình mới đánh bại được con này. Nhưng mà cái con này nó mồm thối như Kuro vậy các bạn ạ. Quá mệt mỏi với việc đi tìm thêm một con chim nữa mãi mà không thấy, nên bọn mình quyết định đi bộ bỏ mặc chim lại luôn. Này, hậu nghệ bắn mặt trời này. Ố? Nó đếp không bây giờ. Ôi 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 ôi. Con chim này không biết bị làm sao á. Mình bảo là hậu nghệ bắn mặt trời, mình có bắn nó đâu, nó gọi cả đàn tấn công mình. Giờ thì hãy gọi con chim này là cái cửa nhá, vì cuộc sống của nó chuẩn bị khép lại rồi đấy. Hay mà không trúng nhỉ? Gì? Ra nó đi không? Xin vĩnh biệt cô. Đi tiếp thì bọn mình gặp một tòa tháp canh. Và không dùng chiến thuật gì nữa. Giờ không phải ăn trộm nữa mà gọi là lao thẳng và ăn cướp luôn ấy. Ui. Ừ đấy. Ui, 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 ui. Sau khi xử hết lộ lính canh bên này thì bọn mình đột nhập sang tòa tháp bên kia hành nghề tiếp. Trong lúc mình đang trộm cắp cướp bóc thì tự dưng lại có con tiên bay tới, nên là mình quyết định thì tiên luôn. Những ngày tiếp theo thì bọn mình gặp một con rồng lửa, nhưng mà đã có thuốc kháng lửa nên là bọn mình rất dễ dàng để tiêu diệt được nó. Trời ơi, uống thuốc kháng lửa mà con này đúng kiểu phế vật đâu. Ừ. Con này kiểu không có sức mạnh gì luôn. Hình như đây là làng của các con Snow đúng không? Ờ. À, cái làng đúng đỉnh. Khám phá quanh làng một hồi thì bọn mình tìm kiếm được rất là nhiều đồ xịn. Mà Kira còn tìm được cả một cái thanh kiếm rất là xịn sò, với 15 sức sát thương và 2,8 tốc độ đánh cho mình nữa. Ngày 113 đến 115 trên đường trở về nhà thì bọn mình gặp chòi canh của lũ cướp. Ui, nó thấy tôi nó mừng quá, giống đón này. Ăn cướp gặp nhau không? Cùng nghề, nghề. Ui. Tiến trình luôn mà. Ui. Tiến trình này hay ta. Có thành tựu gọi là cướp gặp nhau à? Một liềm. Mình cướp nhầm cướp lườm đấy ông ơi. Một liềm. Không bỏ. Đồ đều lắm à? Không bỏ ông ơi. Ừ. Ui. Ngày 116 đến 120 thì bọn mình cũng đã tìm được đường về nhà. Loay hoay một hồi thì cũng đến tối, mình phát hiện ra một cái hiện tượng lạ lắm. Từ ui, ông đi ông leo vào giường lại đi. Ui, tôi đang thấy cái cảnh gì đây? Tôi nằm trên không à? Không, ông di chuyển từ kia nhập nhằng muốn cưới. Ông đứng lại, ông lại đứng lại đi. Cái gì vậy? Magic ơi.
ông lại cầm cái khác ấy, ông cầm cái kiếm khác ấy, ông cầm cái khác ấy. Đi ngủ. Ngày 121 đến 124, bọn mình đi phiêu lưu và khám phá thì phát hiện ra được một ngôi đền ở vùng đất lạnh lẽo băng giá. Tiến vào sâu trong đền thì bọn mình phát hiện ra đây là đền thờ của Medusa, một con quái vật mà có thể hòa đà tất cả những sinh vật khi nhìn vào mắt của nó. Dưới này có cái gì? Ui ông ơi! Con gì này ông? Ê, để giống kiểu không? Con Medusa! Con quái vật nhiều đầu. Nhìn vào mắt con này là chết đúng không? Ờ. Nhìn vào mà thế. Ui ông ơi, cứu tôi đúng không? Sao giết nó bây giờ? Mày nhìn đất đúng không? Thấy chưa? Thế chưa? Chém nó nhá. Chơi đôi rồi. Mà người á, thế mà đuôi không được. Ok à? Tôi giết rồi. Ok à? Chơi game thì dễ vậy. Có gì ấy? Một cái vũ khí huyền thoại. Những ngày tiếp theo bọn mình di chuyển đến vùng biển. Ở đây có mấy nàng tiên cá. Mình đã bảo Kira là đừng vào, bị tiên cá dụ đấy, ăn thịt đấy, nhưng mà ông không nghe, cứ lao vào. Nên là bọn mình đã giết hết mấy nàng tiên cá này. Đi tiếp thì bọn mình phát hiện ra được một hang động của người khổng lồ. Lần này thì đến Kira bị nhai đầu các bạn ạ. Ui. Đến lượt nó cạp tôi này, thấy cay không? Ui từ, nó cạp đau nha, nó cạp đau nha. Đau à? Golem, đánh nó đi, golem. Đánh nhau chán chê, một hồi thì golem bê khổng lồ về miền cực lạc luôn. Đánh nó đi em. Đi tiếp thì bọn mình tìm được một ngôi nhà đen xì, nhưng mà không có chìa khóa thì không vào được. Mà những cái cục khác thì nó cứng như bedrock ấy, không thể đào ra được, nên là bọn mình không biết cái gì ở trong này. Nó thực sự là rất là tò mò luôn ấy. Đây có một cái ổ khóa này. Tra dầu ổ khóa đây. Không đập được. Không đập được. Bây giờ tôi bảo ông nhá, ông phải nghe mật mã xong rồi vặn. Đâu chuyên nghiệp đến mức đấy đâu ông ơi. Mình là trộm nghiệp dư. Gì đây nào? Cái đồ phá hoại. Nhìn rồi sao lên? Phá nó vừa thôi. Đi, thông đùa, đi. Để luôn ăn trộm mà có những quả đồng đội như ông nhiều khi trầm cảm quá. Đi. Ấy ơi kìa. Ơ kìa, rồi đổ hết nước, rồi. Tôi thấy con gì đi. Ông ơi, con bot. Rồi nó tới. Rồi tôi lên vậy. Đồng đội bất lực. Bất lực đồng đội thực sự. Ê, rồi lên rồi. Đây đi. Đâu, nhìn kiểu gì đấy? Thấy cái đầu này. What? Ướt ga ướt gừ ấy. Ê, không đánh được đâu. Không đánh quặn trên tường đâu. Ngày 137 đến 149, sau khi trở về nhà thì bọn mình quyết tâm quay lại chinh phục bằng được cái hầm ngục đen tối này. Ủa, giờ không có ổ khóa dẫn quay lại làm gì trời? Ông quên mất mình lại. Ông lại cảm nhận một con tim á? Cảm nhận cái gì? Mình là trộm khóa. Khóa chỉ lấy được ấy thôi. Chỉ tránh được cướp thôi, còn là gì? Là cướp. Vừa trộm vừa cướp mà. Ok. Mình là người dùng EQ chứ không dùng sức. Chính xác. Cũng chỉ tiểu khóa không? Chỉ có Kuro mới dùng sức thôi. Anh em mình phải dùng não. Bây giờ dùng não như nào không? Đây. Tôi nghĩ là đây con boss. À, ông định dùng cổng địa ngục không ông xuyên qua ông? Hơn thế. Ơ, tôi bị trượt xuống rồi. Đổ nước cho tôi lên đi. Cái gì vậy ông? Ờ kìa, vẫn còn nước hôm nọ này. Đồng đội tạ thế sao chơi. Ơ kìa. Đây. Ông nói rồi, tôi tổn thương ấy. Được rồi, tôi lên được rồi. Được rồi. Không cần ông nữa. Trên nóc không bước người. Đứng trên nóc không bước người tôi cũng đã ông ấy. Ơ kìa, làm gì làm luôn đi. Đợi lâu lắm rồi đấy. Hơi lag nha. Tôi nghĩ dưới này có nhiều lồng spawn lắm á. Ê, được để nhìn đi á. Được chưa? À, hiểu ý rồi. Sẵn sàng chưa? Tôi có phải chui vào đây không? Không, nhưng mà sẵn sàng chưa?
sẵn sàng. Đã, ready, đứng. Ready, ready, ready. Ready, ready, I'm ready. Ui. Có gì xảy ra chưa? What the fuck? Thật à? Ui. Thấy chưa? Poro thực sự luôn á. Ui, có con nhện xanh to lắm rồi. Ui, cái gì dí vậy? Có đủ không? Ê, từ, rội lava đã. Rội lava đấy nha, bình tĩnh nha. Con nhện to đùng. Nhờ cái lồng spawn mà mình đứng đây nó bị lát á. Từ từ, để rội lava cho ba cho bớt quá thôi tôi mới ông mới ấy. Ok. Tính như hợp lý á. Hợp lý mà. Tính như là không có boss đâu, tại không thể thêm máu. Hay cần tên nổ đi phát nữa không? Ê, có một đoàn đi săn cá voi hả? Có một đoàn săn cá voi à? Kẹo đi không? Đây đấy. Nằm vào trong này, lấy ra đi. Okay. Càng ngày càng lag này. Xuống à? Xuống luôn không? Xuống phá lồng spawn nhá. Tôi sợ ông không trụ được á. Nên có chiến thuật. Tôi thấy một chỗ để đứng để tôi tuyển tôi làm một con đường máu ở đấy cho đấy cho. Ok á. Tôi tanker lại để ông đổ đường máu ấy kìa. Để tôi bắt block cho ông. Này. Rồi nước xuống để đi xuống dần dần đúng không? Đứng yên nha. Ok. Ông đẩy tôi chết á. Ui không. Ui bọn này nó tự đẩy tôi rồi, không ông xuống đi. Ok. Đừng xuống vậy, đừng phết ạ. Xuống không? Có thể có xuống không? Xuống ạ. Xuống ạ. Có chết tôi cũng chết cùng ông nha. Đây là block lên cao đi, nó đông lắm. Ui con hiện đi đây. Đặt thuốc ra cho nó spawn nhiều không ơi. Ok. Đông lắm. Tầm đánh còn dài nữa. Ê tôi phá hồng spawn này. Tôi không có cái bùa bất tử đúng không ấy, tôi căng. Ông đi ấy, tôi lấy cho. Tôi vẫn đang phản. Ok. Giờ biết rồi, spawn chưa? Đang phá hai cái rồi, từ, còn bên này nữa. Còn phải tôi xuống cùng ông, tôi nhớ ngại hết á, chết thì thôi. Hảo anh em. Ông đi với con điện này. Từ, bình tĩnh không ơi. Quay lại đây. Đặt bên này an toàn rồi. Ấy lại. Bình tĩnh rồi. Ơ hình như đây là có cái lỗ cắm nữa này. Có một cái lỗ cắm nữa đây này. Xuống đây này. Xuống dưới anh nhìn này. Ê đừng bắn. Đây có cái lỗ cắm đây hả? Đây này. Tí nữa đi ông. Tí nữa mà con tiếp theo được kiểu này đó. Ok. Đừng bắn tên đi. Thực ra là cũng không lag lắm đâu. Ông đập hết lồng chưa? Còn bên này nữa, còn lồng bên này nữa. Ui. Bắn hết rồi đi. Nhện gì to vậy trời. Đừng chứ để tôi nhảy rồi tôi đào này. Còn mấy con. Ông cứ bắn đi. Để tôi nhảy rồi tôi đào mấy cái lồng của nó đi. Ui, nhiều lắm. Lồng spawn nhiều ạ. Tôi 20 tên tôi mới chết được một con. Ui. Không còn đợi này. Nhiều lắm rồi, độc không kịp là chết hết á. Không được. Bên kia nó bảo vệ cái thành kia. Bắn hết mấy con xương bên kia đã. Tôi được đập được một lồng. Bắn nó lại ra. À. Nó có đường dẫn gì không ơi? Nó có cánh cửa bên kia đó, bịt cái cánh cửa ấy vào. Bịt thì nó spawn một đống bên trong á, mình đập lồng đi. Từ. Đập lồng ở đây trước. Lại cái đường nước đây. Từ đập lồng ở đây trước. Chết rồi. Gì vậy? Ui kìa. Không an toàn chứ đi. Ờ. Ôi ông ơi, ông ổn không vậy? Ồ, no. À, ông bất tử mà đúng không? Ờ.
Ui, tôi thấy một con cầm cái khiên đen nhìn ngầu lắm không? Con này là con hiệp sĩ á. Bot mới này. Bot phải mới này còn. Đâu vẫn chưa lên được. Nó đông lắm ấy chứ không phải ít đâu ông ơi. Ôi. À đây, để tôi chịu anh go lên của ông. Ok ok. Úi, ông đổ lava. Đừng đổ kiểu này ông, nó phiền lắm á. Ông múc vậy đi, ông múc vậy đi. Tôi tập đọc lòng spawn này. Hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi. Ông đừng đổ lava kiểu này á, phiền quá. Ok á, tôi với ông ấy đánh trong tầng 1 thôi á. Hiểu rồi, hiểu rồi. Hình như còn là một con đâu ấy, đánh cái đâu ra trời. Từ từ, để tôi sửa đồ á, để tôi sửa đồ á, để tôi sửa đồ á. Chờ tí nha. Bây giờ để cho tôi sửa đồ á. Hey, wait, mì bờ. Sửa đồ á, sửa đồ cái. Ví dụ như là mình đập cái ở giữa này đâu làm gì được mình đâu. Ừ, để tôi sửa đồ á. Vào tiếp chứ trời. Cái này chả an toàn hơn à. Nhưng mà vào phải đi. Phải đi. Lava vào đấy đi. Không, không được. Để tôi. Ok ok. Không, bần cùng sinh đã tặc. Ừ, có chó rồi hả? Tình chó luôn này, what? Ui, chó sói, không phải chó thương. Ui, to lắm á. Có cá sấu luôn này, what? Ê, ê, lên, lên, lên một block không ông ơi. Lên một block, bắt lên được một block rồi không? À. Ôi, ăn cướp rồi. Mình đổ lava nó không tấn công lên được. Ông đứng ở sau lưng tôi là được. Tôi bị kẹt á. Ơ, ừ, đây có một cái chìa khóa nữa, what? Chìa khóa gì á? Có một cái ổ khóa nữa này. Ô, có cái cần gạt gì này? Đó. Đây á, phải cần gạt cái gì ấy. Đuôi con đấy mà. Ờ. Đây, đây nè, sau cái chìa khóa này có một cái ổ khóa nữa này. Đó. Ờ. Dài sao? Hình như đến đây là hết rồi.
Đây tôi lại thấy cái lồng nữa. Tôi nghĩ là đi sâu nữa. Có lồng bây giờ. Ê tôi nhảy vào tôi đào nha. Chắc không cần đâu nhỉ. Bình tĩnh. Ok. Chị. Có gì không? Tôi mở đồ như cứt mà ông mở nghe ngon. Ờ. Ok, lồng rồi này. Ok. Hay đấy. Ok. Bóc bùa rồi. Mệt quá. Ôi mệt đấy. Ông toàn bóp như mà thề. Ok à. Nhiều khi tôi đang rất an toàn ông bóp phát kiểu quá đáng thực sự. Ôi lên trên giỏi đi. Những cái này ngon này, cái đồ hâm ạ. Cái nào? Mới cái cục này á? Ừ. Cục này là cục gì? Ăn ở tờ bộ đội. Cục gì không? Không, là gì? 9 cái xương á. 9 cái xương quy tờ đấy á? 9 cái xương rồng á. Vãi thật luôn á. Ừ. Rồi lên đây cắt. Thôi leo lên đi. Leo lên đi, tối om om á. À mới gạch này nữa nè, cái đồ hâm ạ. Gạch này là gạch xịn á. Ừ. Gạch ấy đào ra cái gì á? Hình như mình phá vỡ cái dưới. Ốp mình đào được block rồi này. Ơ, mình đào được những cái đầu lâu rồi không? À hả. Ơi mang mình nhà trang trí không? Không có thật. Ôi ông ạ, nó làm tôi gọi lại kỷ niệm đéo đẹp tí nào. Ok à. Tôi với ông có thời gian vui vẻ với nhau như vậy mà. À, ông bóp tôi thì trông chán. Thất vọng quá. Đi ra ngoài đi. Đỡ ông đưa tôi những cái block đá đi. Đây cái này. Đâu? Những cái liên quan đến này đi, đây này. Ông có cái này không? Đây. Cái này đưa tôi hết đi, có đưa tôi hết đi. Đấy, đồ tôi nhặt được ấy. Có 7 cục kia, ít vậy. Đây, nhận được cái này là kiếm xịn cực luôn. Răng này. Xăng có xi phang này. Không, rồi cái đá cơ. Thôi, không có gì, thôi, mình đi ra thôi. Ơ, có đào ra đâu? Có đào đâu? Không đào đâu mà, đi đào được. Đào cái đầu lâu á, đào cái block hình đầu lâu á. Nhưng mà nó thành cái khe có làm gì được đâu trời. Nè. Nè, Kiên. Đấy. À ờ. Ê, tung một cục này hả? À đây. Thông minh á. Tôi không ngờ tôi có người bạn thông minh như ông á. Wow. Nice. Ngày 150 đến 155 trên đường đi về nhà thì bọn mình phát hiện ra một hang rồng. Nhưng mà tiếc đây không phải là rồng cấp 5 mà là rồng cấp 4 nên là nó không có trứng. Đó là cái đá bị đóng băng. What? Cái gì này không? Cái gì này? Cái đấy, cái thứ tôi cần nói á. Cái cánh ấy, ui con gì mà. Ê, từ Chờ tí. Yếu mà, bây giờ nhá. Tôi bảo, từ. To quá. Đừng đánh vội, để tôi nhìn cái. Cho tôi xem cái. To lắm à. To. Ui mắt, sao không biết đây có rồi. Cái hang rồng nó thường như vậy á. Yeah. Ừ. Tôi chỉ biết dùng lửa hay dùng băng thôi chứ. Ok, nó dậy thì sao? Con golem đâu rồi? Bay màu rồi. Ở dưới á. Ui, có mấy con quái kiểu. Bây giờ tôi với ông đứng tỉa cung ở trên này thôi. Nó sẽ không dậy đâu. Dậy không dậy, tôi nghĩ nó dậy chứ. Khó dậy nhưng mà nó sẽ không tấn công được á. Bắn trúng không? Ok. Trúng rồi đó. Ê, để tôi nhảy, tôi cười nhá. À, đúng là con người bất tử làm gì cũng được. Tự phê á. Ơ, sao leo nó rồi nhở? Sao nó không đánh tôi? Ông bắn đi, tôi xuống từ đấy không? Ông dụ ra chỗ đấy chứ không bắn được. Con rồng bị ngu à? Tầm nhìn tôi rồi. Thế á? Ông nhảy xuống đi, nó đánh tôi mà nó đánh ông đâu. Ngủ mơ. What the hell? Yếu đấy nhỉ? Dễ đấy.
Ôm. Cái cục này giống với cục hồi nãy, giống với chỗ hồi nãy tôi với ông đánh này. Đâu? Ờ ha. Đâu, xem một trứng dầu không này. Ê, từ, nhặt ra ra. Ôi chết mẹ rồi. Chuột phải. Nhưng mày đứng chỗ. Ok. Úi. Lộn mà chưa? Ui nó to quá. Được không? Người gai ở đất đi không? Đập những người gai ở đất đi. Ok. Đây. Thấy trứng không? Thịt cơ mà. Có trứng chứ? Thịt. Ui, thịt cơ mà, con này chỉ là giống cấp 4 thôi. Không phải cấp 5. Giống cấp 4 á? Xem đầu nó giống cấp 4 à? Ồ, giống 4 nó nằm trong hang nhở? Có mà. Dỗi thế, tưởng được trứng rồi. Những ngày tiếp theo trên đường mò về nhà thì bọn mình lại gặp một con rồng xóm xét nữa. Con rồng đang ngủ. Ok, rồng tím à? Wait, what? À, cái loại ham ăn đời làm giữa trưa rồi còn ngủ. Ơ, nó bị khóa. Nó bị khóa ấy, rồi đừng giết rồi. Why? Đâu? Đấy, khóa của không đây à? Đây khóa đấy. Ừ. Giết đi trước khi nó kịp bay đi. Chết rồi. Ok. Từ nha, vảy con này đẹp nha, tôi thích màu này nha. Ok. Màu tím à? Tím liệu tím sim à? Xấu vậy, vảy à cực. Đi lúc mặc vào trông xấu hơn cái màu sapphire nhiều. Ô, có bóp gì này? Rồng săn chết này. Cái này là rồng ánh sáng. Săn chip này. Là rồng ánh sáng không ạ? Không, đấu này nhìn đặc biệt lắm. Ô, có cái gì này? Săn chip này. Ok không? Từ từ mình đừng báo trần tộc vội, tôi chỉ ông cái này này. À ok. Đây rồi, mà lại đây rồi. Nó bảo, ấy được cái nào không? Không, chưa được. Tệ quá. Misato. Tote. Có người ra đây đánh tiếp đi. Đây, trong này có mặt lạ này. Misato. Ông vào nhà đó, đây, trong này có một cái nữa nếu. Đây, treo trên tường á. Ồ, thế á. Đeo vô cái mũ. Thế là nó sẽ không đánh ông nữa. À, giả lạng thành dân đó à. Ra chỗ tôi này. Ok. Ra đây. Đây, tôi chia ông một lượng số vàng này. Cầm mấy block vàng lại cho ông thần á, xin sức mạnh. Ui, được luôn. Ui, nhận 7 cục vàng lận. Xin như nào? Cầm vàng cho tài vào nó. Chết, à. Đấy, này. Đâu? Giờ ông chỉ việc chuột phải xuống đất. Đi ra đây. Ơ, thế là được rồi á? Không. Ui, Thấy không? Chuột phải ở đấy đất á? Tay không đúng không? Ông đã có sức mạnh của thần rồi đấy. Ơ, sức mạnh khác nhau à? Không, đều là triệu hồi sấm mà. Thấy không? À. Úi giời. Nhưng mà ông thấy nó phế không? Phế. Ê, giết thằng này không? Giết thế, tôi cũng phải ngỡ mắt lắm này. Giết nhá. Ơ, thế rồi á? Đó, chết rồi đó. Nó sẽ rớt ra một cái mặt nạ. Rớt chưa? Chết rồi. Đó. Đây. Đó, sao ông cầm cái này em chuột phải. Ông được mặt nạ luôn chưa? Rồi. Đây, giờ cái bạn này, cái bạn này. Thì đưa mình chỗ hồi dành tôi. Sao? Bây làm gì á? Ông có thể cầm cái này này. Xuống đây. Cầm ở đấy, chuột phải ra đất.
Như nào? Phải cơ mà. Chốt phải đúng nữa. Cầm cái mặt nạ. Ui là trời. Đây á. Chốt phải. Đó. Nó sẽ là đệ của ông, hiểu không? À. Hiểu rồi. Mấy hai là đệ của tôi hết à? Này. À. Ui. Ông muốn lấy lại thì ông chốt phải lại nó. Thế bây giờ mấy hai là đệ của tôi à? Chỉ có những thằng ông ném ra thôi. Đệ của ông. À ok. Ngày 166 đến 170 thì bọn mình tìm được cái con boss đầu trâu, cầm cái rìu bổ rất là gọi là khí thế. Nhưng mà chỉ một người kích hoạt để đánh được nó thôi. Vì Kira kích hoạt rồi nên là một mình Kira đánh được thôi. Mà ông ấy xử lý khá là cồng kềnh luôn ấy. Hai cái play à? Con mày quê tao đầy mấy cái cuốn nhạc. Để tôi copy play nó này. Nhưng mà ông không di chuyển xoay vòng tròn á, ông chỉ đứng im á. Ê, có cái mặt nạ đấy, xem à. Giấu. Ê, xin xem cái mặt nạ nào. Mặt nạ đấy. Cái này nó có một cái là không thể phá vỡ. Là không bao giờ. Không bao giờ vỡ luôn. Không có độ bền luôn. No, never breaking. Ok. Còn cái này là cái hộ. Đầu trâu mệt ngựa. Đi, về đi. Ngày 171 đến 182 thì mình muốn đi về nhà lắm rồi. Nhưng mà Kira thì cứ thấy gì là bắt vào cướp bằng được. Nên là bọn mình lại đi ăn cướp tiếp. Đấy, chỗ cái thành này. Đi. Cái thành này mình đánh gì? Ô. Cái gì á? Cái thành này không có dương à? Ơ lừa. Đi, leo lên. Bọn này nó biết mình đến đồn giấu dương thì sao ấy. Ơ vẫn lấy này. Ui đồng lắm rồi. Ui toàn ninja này. Ui cái thành này có thêm cái gì này. Ông ơi. Ôi. Lên cái toàn thành này có thêm cái gì này. Lên. Cái gì á? What? Thành này có nhà không ạ? Sao mình không có? Ờ ha, cái thành của mình không có. Ôi cái thành này to hơn thành của mình á. Ui rồng băng kìa. Ôi kìa. Ê đứng đây thi bắn cung không? Hình như đây là hai. Hình như đây là hai ấy không? Không, đây là cái thành của nhà vua đó. Chính khác nhau bị lỗi. Ông nhìn cái nhà kìa nó mất bốn một nửa kìa. Thấy không? Ui con rồng nó, không con rồng nó càn kìa. Ông nhìn kìa. Nhưng mà đây ông thấy cái nhà gãy đúng một nửa không? Như hai công trình bị lỗi gặp nhau á. Ê, ông nhìn con rồng nó càn kìa. Nó sụp kìa. Ui, nó tìm đến tôi không à? Ui, vãi. Ui, nó sụp đến đây à? Rồng đi bộ à? Ui, có cánh để làm gì vậy? Không, nó định phá cái công trình này sao á? Công trình này chắc ngày xưa làm gì đó. Chắc mấy thằng này ngày xưa ăn thèm thịt rồng á. Thịt nhà con này hay sao? Ơ kìa. Nó đến đây để nó chết à? Ôi trời. Đúng một hồi lâu nghiên cứu nữa thì bọn mình mới phát hiện ra đây là ba kiến trúc nó tụ lại là một, kiểu như bị lỗi map hay cái gì á. Và đặc biệt thêm là còn có cả một con rồng băng ở góc nữa, thì chính tỏ là có 4 điểm spawn ở một chỗ, cực kỳ là hiếm nha. Sau đó bọn mình vào ngôi nhà ở dưới khám phá, thì ở đây cực kỳ là nhiều kim cương và vô số sách phép, cực kỳ là VIP luôn ấy. Loot riêng ở căn nhà này thôi thì mình đã được gần một stack kim cương rồi. Chứng tỏ là cái ngôi nhà này nó là cực kỳ giàu các bạn ạ. Đúng là thành trong thành của ăn cướp ấy. Nhìn thấy có tiền thể hiện này. Nhìn người không có tiền thể hiện này. Nhìn này. Được.
Nhìn này, nhìn này. Ok. Ý, kim cương quá. Ôi kìa. Giờ sao? Ê, sang cái lại đánh nhà cướp làng đi. Quỳnh úp sọt tôi này ghê quá. Tôi thấy bọn nó chơi game bọn nó đánh cướp làng khổ mà sao tôi đánh với ông cái nhàn tênh ấy. Sau khi mình phát biểu là đánh cái thành nhàn tênh thì hoàn toàn sai. Kira vào đây chọc tất cả bọn phù thủy, nó gọi ra một đính tiên nhỏ nhỏ này, mấy cái con lính nhỏ nhỏ này, càng ngày gọi càng nhiều và bảo mình là đi tìm và lấy giết. Ông ấy bảo có 3 con thôi, nhưng mà mình giết 3 con rồi thì vẫn cứ thấy nó gọi xuất hiện ra. Nó phải cỡ 100 cái con tiên nhỏ nhỏ đấy. Và mình khá là chật vật khi để đi tìm mấy cái con này. Và ông ấy bị bù một đống một đụm luôn. Nhiều lắm ấy. Bắt đầu ấy. Hết rồi. Hết chỗ ông chứ nó đuổi tôi chứ có đuổi ông đâu. Ông cứ con kia nhanh lên. Không thể cả trăm con đuổi tôi này. Không thể. Kiếm nhanh lên đi. Ok. Ông không thấy con đấy là càng ngày càng nhiều con đuổi tôi á. Nó đi nú rồi. Ai đây 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 thế. Giết rồi nha. Còn hai con ba con. Thế á, nhiều lắm á, từ để đi giết. Cố gắng nhá. Đây. Nó chạy. Nó không ở lại chơi mà nó chạy. Ui. Bắn nó đi. Giết rồi. Vẫn còn. Ui, 5 con liền. Đệt. Hết chưa? Giết sạch 3 con trên tầng cao nhất rồi. Sau khi đánh bại tất cả bọn nó thì bọn mình đi tiếp thì tìm thấy một ngôi nhà của phù thủy băng. Sau khi đánh bại phù thủy thì mình nhận được cái Blue Feather và nó có thể khiến mình bay lên trời cao như kiểu chơi sáng tạo luôn ấy. Trước lông nó ra thì bọn mình còn nhận được thêm cả một cái gậy phép biến mọi thứ thành băng nữa. Bất kể là thứ gì, miễn là không phải sinh vật sống thì đều bị nó biến thành băng. Bay một hồi, nghịch một hồi với chiếc lông thì bọn mình tìm thấy một con rồng băng ở trong hang. Trời ơi, con này thì đích thị là rồng năm rồi bởi vì nó cực kỳ to luôn ấy. Mà cũng dễ đánh bại nó thôi, tại vì bọn mình gần như là quá mạnh rồi. Với cả mình sở hữu cái bùa bất tử trên người nữa, nên là con rồng băng không là gì với mình. Chém không trúng à? Ui, đóng băng rồi.
đây rồi. Băng nguyên khu vực to đùng vậy, con này khiếp quá. Nó đóng băng cục bự quá. cứu. À. Con này chắc có trứng này đó. Có. Ui khỏe thật đấy. Ơ có trứng này. Ma đi điền. Ê ma trứng. Ma đợp ra gần này. Ê về up về up về up về up về up về up về up. Ngày 192 đến 196 thì cuối cùng thì bọn mình cũng đã trở lại được căn nhà yêu dấu và bọn mình tiến hành quy trình ấp rồng băng. Đấy, băng tuyết bao quanh như này, đặt trứng rồng băng vào, dội nước lên, nó đóng băng bề mặt là trứng rồng băng sẽ được ấp. Đó, chờ tí nha. Chờ tí nó đóng băng nước lại này. Đấy, vậy là chúng ta chỉ cần việc chờ rồng băng nở nữa thôi. Sau đó thì bọn mình treo đầu rồng cấp 5 lên làm chiến lợi phẩm. Ui, các bạn nhìn thấy cái tòa thành của mình này, xung quanh toàn là đầu rồng luôn đấy. Và để cho cái con rồng băng được hạnh phúc nhất thì mình đã biến ngôi nhà của mình thành băng luôn. Biến tất cả thành băng luôn đấy. Những ngày tiếp theo thì bọn mình làm một cái lò rèn của rồng à. Mình không biết làm này đâu, Kira làm hết đấy các bạn ạ. Bây giờ tôi hóa băng mất cục mày mất quả trứng thì cho ông khóc ấy. Không. Mẹ trò. Ông cũng mẹ trò. Ông làm gì ấy? Nhá, ông sẽ biết đây là máy hóa rồng. Máy hóa rồng. Khiếp. Kinh rồi. Lò luyện bộ giáp siêu mạnh. Cái gì vậy? À, giống như cái lò tin cơ ấy á. Đợi con rồng này ép từ cái siêu xịn sò. À, uầy. Còn có lửa băng thổi vào nữa chứ, trời ơi, xịn vậy. Giờ phải đợi con què này nó nở, sao nó không nở nữa. Nở coi. Hỏi chúa. Cái gì mà đóng băng cả cổng địa ngục vậy, alo. Chó. Cái gì mà nó lâu vậy? Ôi nhìn kìa, mất luôn này. Bây giờ đốm vào coi. Tôi có cách để vào cái này nha. Ông nghĩ sao? Để tôi đóng băng nó. Ui, cô tay ấy. Ê, kìa. Sau đó thì Kira làm một cái gậy thuần phục con rồng băng này. Và bọn mình cho nó ăn lên to đùng luôn. Các bạn thì không thể tưởng tượng được nó to và nó đẹp cỡ nào đâu. Phải công nhận một điều ấy là càng cho nó ăn thì nó càng to. To hơn cả cái tòa thành này luôn ý. Mà đến lúc bọn mình cho nó ăn hết cỡ thì nó phạm banh cái thành này luôn. Tại vì cái kích cỡ của nó thực sự quá là khổng lồ luôn các bạn ạ. Ui hô. Ui. Ê thức ăn này, ba mẫu thức ăn này. Mẫu thì to này rồi. Rồi cho to nữa ý. Ôi. Phá nhà ơi, bay được hay không? Không, từ từ. Đây này, tôi cho ông xem cái này này. Cái gì á? Sau đó Kira còn kích hoạt cái lò luyện rồng từ cái con rồng băng này nữa. Kiểu làm những cái thỏi Igot từ cái này. Cực kỳ là xịn sò luôn các bạn ạ. Ê. Nó đang luyện kim cho mình này. Ồ. Eo. Nó thổi cái lò á. Ừ, ông bấm kích vào cái lò mà xem này. Ui. Ui, đang xem đây. Ui. Sau đó thì bọn mình mang rồng đi bay test kiểu thử sức mạnh ấy. Và các bạn ơi nhìn đi. Trông eo đẳng cấp thực sự luôn đấy. Yêu. Đấy tôi hơn ông rồi nha. Ông chỉ băng được một block nha, tôi băng nguyên vùng. Sau đó nghỉ rồng chán chê thì bọn mình trở về nhà lấy những cái thỏi quặng rồng đấy
để làm những cái bộ đồ cực kỳ xịn. Ngày thứ 200 sau khi lên đồ thì trông bọn mình ngầu như cái bồn cầu luôn. Đó, thì các bạn thể thấy là cái nhà này bị con rồng nó phá tanh bành luôn. Sau đó thì bọn mình quyết định làm thí nghiệm, đó là lấy đầu rắn Medusa hóa đá mình. Xem là đầu Medusa mạnh hay là tôi mạnh nhá. Ê, tôi đứng im trong tay này. Ê, từ từ. Dạ, mụn. Để tôi chém chứ. Mất máu không? Không mất máu. Không mất. Không mất, không mất. Không mất máu. Đã 28 rất thương coi như phế vật. Nhưng mà không hỏng giáp luôn. Bây giờ ông sẽ dùng tủ. Ờ, đầu Medusa hóa đá tôi đi. Từ từ từ. 3 2 1 bắt. Kết quả là mình mất cái bùa bất tử và không bị hóa đá. Vậy là mình vẫn sống sót để có thể làm 300 ngày cho các bạn xem nha.